Thông tin từ Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, lượng nước đổ về các hồ thủy điện miền Bắc tiếp tục tăng nhanh. Các nhà máy thủy điện phải tăng công suất vận hành để giảm lũ, khiến sản lượng điện tăng vọt. Hiện nay, lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện miền Bắc tăng mạnh so với những ngày trước đó. Cụ thể, hồ Lai Châu 862 m khối trên giây, hồ Sơn La 640 m khối trên giây, hồ Hòa Bình 2586 m khối trên giây, hồ Thác Bà 240 m khối trên giây, hồ Tuyên Quang 436 m khối trên giây, hồ Bản Chát 224 m khối trên giây. Theo Cục Điều tiết Điện lực, sau thời gian dài phải vận hành cầm chừng do thiếu nước, đến nay các hồ thủy điện ở miền Bắc đã có mực nước cách xa mực nước chết từ 10 đến 25 mét và luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành phát điện. Thời điểm này, nhà máy thủy điện Lai Châu đang tăng công suất vận hành để tránh xả tràn. Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình đang phát điện để đảm bảo mực nước trước lũ chính vụ. Cục Điều tiết Điện lực khẳng định, đến nay hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường. Tình hình cung cấp điện trong những tuần tới dự báo không phải tiết giảm nếu không xảy ra các tình huống cực đoan.